Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất ngày hôm nay, được cập nhật vào buổi trưa ngày 7 tháng 10 năm 2021. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết, kính mong tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi lên màn hình. Và đây là những nguồn thông tin mới nhất đến từ người nhà của ca sĩ Phi Nhung, có thông báo rằng hôm nay chị được bay về Mỹ rồi, chắc có lẽ là chuyến bay cuối cùng và sẽ chẳng bao giờ mọi người mong đợi chị về nữa, A Di Đà Phật. Và các thông tin này thì đến từ California của Mỹ. Đó, thì người nhà đã thông tin. Và tiếp theo là một dòng trạng thái nữa, là thi hài ca sĩ Phi Nhung về bên Mỹ thì bên Mỹ sẽ tiếp nhận thi hài và nguyên tắc là ít nhất từ 7 đến 10 ngày kiểm tra và xử lý xác. Và sau đó thì mới giao xác tại nhà tang lễ cho người thân đến để thăm viếng. Và người thân sẽ không có thể trực tiếp để tiếp nhận về thi hài và sẽ phải thông qua bên thứ ba và sẽ phải chờ xác nhận từ 7 đến 10 ngày. Đây là những nguồn thông tin mới nhất từ bên Mỹ mà đã thông báo cho tất cả mọi người về việc đưa thi hài của ca sĩ Phi Nhung về bên Mỹ trong những ngày qua. Và cũng theo thông tin mới nhất từ nghệ sĩ Việt Hương, vừa mới cập nhật vào buổi trưa nay ngày 7 tháng 10, thì thi hài của ca sĩ Phi Nhung đã được tiêm hóa chất hóa học để bảo vệ thi hài của ca sĩ Phi Nhung. Vì hiện tại đã quá thời gian bảo quản tại phòng lạnh và để giữ nguyên thi hài để không bị phân hủy thì bắt buộc phải tiêm hóa chất và ướp xác. Và hóa chất vệ sinh được nhập khẩu từ châu Âu. Và các hóa chất này có khả năng giữ thi hài cho ca sĩ Phi Nhung còn nguyên vẹn như người đang ngủ trong vòng 1 năm. Và nghệ sĩ Việt Hương cũng chia sẻ thêm là chuyến bay đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung về bên Mỹ đã được tính toán là cất cánh vào lúc 19h45 phút ngày 6 tháng 10 năm 2021. Nhưng do phía Hoa Kỳ vẫn chưa thống nhất về quy trình tiếp nhận thi hài của ca sĩ Phi Nhung vì còn nhiều điểm nghi vấn về nguyên nhân và về sự qua đời của ca sĩ Phi Nhung vì liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Nên đại diện gia đình ca sĩ Phi Nhung đã chính thức là thông báo hủy chuyến bay để hoàn tất thủ tục và xin ý kiến từ Bộ Y tế quốc tế và tham mưu văn phòng của lãnh sự quán của Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng theo nguồn tin mới nhất, thì thi hài của ca sĩ Phi Nhung trưa nay ngày 7 tháng 10 đã được các y bác sĩ chăm sóc thi hài tại nhà xác, đã tiêm hóa chất để bảo vệ thi hài. Và cũng theo thông tin từ người nhà, là quá trình hoàn tất thủ tục có thể kéo dài từ 10 ngày, có thể lâu nhất là 1 tháng bởi vì hiện tại đang trong thời kỳ dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp nên chưa có thể đưa ra những thông tin chính xác là khi nào sẽ được đưa thi hài của ca sĩ Phi Nhung sẽ được chuyển về bên Mỹ. Và như vậy thì tất cả chúng ta có thể thấy rằng quá trình để có thể đưa được thi hài ca sĩ Phi Nhung trở về bên Mỹ theo đúng ước nguyện của con gái là Wendy hiện tại đang sống ở bên Mỹ có thể gặp mẹ mình một lần cuối trước khi làm lễ an táng tại quê nhà thì chúng ta có thể thấy rằng sẽ rất khó khăn và gian nan. Và hiện tại thì cũng đã trải qua quá trình là 10 ngày trôi qua rồi và tất cả thì vẫn chỉ đang làm thủ tục và hoàn tất những cái giấy tờ liên quan để có thể chuyển thi hài về bên Mỹ thôi. Và hiện nay thì chắc chắn rằng tất cả chúng ta, những người fan hâm mộ yêu mến ca sĩ Phi Nhung vẫn mong một điều rằng sẽ có thể giữ nguyên thi hài cho ca sĩ Phi Nhung có thể được đưa về bên Mỹ và sẽ không phải hỏa táng. Mấy ngày qua thì tất cả chúng ta đã có thể nói là rất vui khi nhận được thông tin là thi hài ca sĩ Phi Nhung sẽ được chuyển về bên Mỹ. Cũng như là mình đang cập nhật thông tin là nhận được những thông tin từ chính người thân của gia đình ca sĩ Phi Nhung như mình đã đăng tải ở đầu clip, là đã có thể đăng tải rằng là chuyến bay cuối cùng đã cất cánh và ca sĩ Phi Nhung đang trên đường về bên Mỹ. Có thể nói là chắc chắn đến như vậy rồi và cuối cùng thì lại bị hủy. Cũng như là sự kiện tang lễ của ca sĩ Phi Nhung cũng đã thông báo chính thức trên truyền thông và đến lúc giây phút cuối cùng lại thông báo bị hoãn lại. Thì chúng ta có thể thấy rằng là trước khi qua đời, ca sĩ Phi Nhung đã trải qua rất nhiều những lần có thể hồi sinh bất ngờ, là đã trải qua giai đoạn sinh tử và có thể nói rằng là đã có thể chiến thắng được bệnh tật và cuối cùng thì vẫn phải qua đời. Thì đó là những thông tin chúng ta có thể thấy rằng là ngay cả khi chưa qua đời đến lúc qua đời xong rồi thì vẫn có những diễn biến hết sức phức tạp xảy ra. Và cũng như cái việc mà đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung về bên Mỹ đã có thể rằng chắc chắn vào tối ngày hôm qua ngày 6 tháng 10 sẽ chuyến bay sẽ cất cánh và đưa thi hài của ca sĩ Phi Nhung sang bên Mỹ để làm thủ tục và làm lễ tang tại bên Mỹ. Và hiện tại có thể cho Wendy, con gái của ca sĩ Phi Nhung, sẽ gặp mẹ một lần cuối cùng. Và rồi cũng đã phải hoãn lại bởi vì tất cả chúng ta hiện tại có thể nói rằng chưa chuyện gì có thể chắc chắn được khi chưa xảy ra. Và hiện tại thì Việt Hương lại chính thức thông báo rằng là vẫn chưa có thể thực hiện chuyến bay thành công để đưa về bên Mỹ bởi vì hiện tại vẫn còn rất nhiều những giấy tờ, những thủ tục nó chưa có thể rằng là đủ điều kiện để có thể đưa về bên Mỹ. Bởi vì như chúng ta cũng đã biết là để nhập cảnh một thi hài mà qua bên Mỹ sẽ rất khó khăn và sẽ phải hoàn tất rất nhiều những cái điều kiện để có thể đáp ứng đủ điều kiện để có thể đưa về bên Mỹ để có thể nhập cảnh. Và hiện nay đối với khi ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng là vào buổi trưa ngày 28 tháng 9, đến hôm nay thì đã là mùng 7 tháng 10 rồi và đã trải qua đến 9-10 ngày
Và hiện tại thì theo thông tin mới nhất từ nghệ sĩ Việt Thương thì đã phải tiêm hóa chất hóa học để bảo vệ thi hài. Và đối với việc giữ nguyên thi hài này, nó sẽ có tác dụng là giữ nguyên thi hài như lúc đang ngủ và có thể trong vòng 1 năm luôn. Đó thì chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại vẫn có một thông tin vui là vẫn được giữ nguyên thi hài. Và về việc là ca sĩ Phi Nhung đã phải hỏa táng thì hiện tại rất nhiều những thông tin đó đã được lan truyền trên mạng và rất nhiều người cũng đã tin rằng là ca sĩ Phi Nhung đã hỏa táng và hiện tại thì đã không còn giữ nguyên thi hài nữa. Thì mình cũng đã đính chính ở rất nhiều video rồi là hiện tại cái nguyên nhân mà để giữ được thi hài là do ca sĩ Phi Nhung đã được chẩn đoán là xét nghiệm 2 lần âm tính trước khi qua đời. Và cái điều đó thì vẫn chưa đủ để có thể nhập cảnh qua bên Mỹ, bởi vì hiện tại cũng vẫn chờ những xác nhận chính thức từ Bộ Y tế, có những người, những cơ quan cao cấp nhất tại chính phủ Việt Nam. Và có thể sẽ phải nhờ đến cả chủ tịch nước để có thể chữ ký, sẽ có thể đưa thi hài về bên Mỹ, bởi vì là hết sức khó khăn. Bởi vì hiện tại đang trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra, và cũng như việc đang hoàn tất thủ tục thì sẽ rất khó. Cũng như Việt Thương chia sẻ, có thể sẽ phải trải qua quá trình từ 10 đến 1 tháng mới có thể hoàn tất thủ tục được. Nên hiện tại là về thi hài ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được bảo quản tại nhà xác và vẫn chưa phải hỏa táng. Và hiện tại thì chúng ta vẫn có thể mong một điều cuối cùng rằng là sẽ không phải hỏa táng thi hài ca sĩ Phi Nhung và sẽ được giữ nguyên, có thể là sẽ được đưa về bên Mỹ. Cũng có rất nhiều người thắc mắc rằng là tại sao một người qua đời về dịch bệnh Covid-19 mà lại không phải hỏa táng. Thì bởi vì là ca sĩ Phi Nhung đã xét nghiệm âm tính rồi và cái nguyên nhân qua đời là do biến chứng phổi và suy đa tạng là nguyên nhân chính, rằng là đã có sự tác động từ dịch bệnh Covid-19 và bị tổn thương phổi rất nặng, không có khả năng phục hồi nữa. Và dịch bệnh Covid-19 thì đã được xét nghiệm âm tính rồi, có thể đẩy lùi ra ngoài cơ thể rồi. Nhưng mà do những biến chứng để lại thì đã bị tổn thương phổi rất nặng và không thể hồi phục được và đã phải qua đời. Đó, như vậy thì nên là ca sĩ Phi Nhung sẽ không phải hỏa táng. Và hiện tại thì cũng vẫn chưa có những thông tin chính thức nào được có thể là thông báo 100% là sẽ không phải hỏa táng. Bởi vì có thể rằng nếu như không được đưa qua bên Mỹ thành công thì sẽ vẫn phải hỏa táng tại Việt Nam. Bởi vì ở Việt Nam thì sẽ không thể nào được chôn cất được. Bởi vì là hiện tại ca sĩ Phi Nhung đang ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là đang ở khu vực mà đang là tâm dịch. Nên nếu như những thủ tục không được hoàn tất và không được bên Mỹ chấp thuận thì chắc chắn rằng sẽ phải hỏa táng. Thì những cái điều đó thì chắc chắn chúng ta sẽ không ai muốn. Và như vậy, cũng theo thông tin mới nhất từ nghệ sĩ Việt Thương thì hiện tại thi hài ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được bảo quản tại nhà xác tại thành phố Hồ Chí Minh và vẫn chưa thực hiện được chuyến bay cuối cùng có thể đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung về bên Mỹ, cũng theo nguyện vọng chính thức của con gái ca sĩ Phi Nhung. Và cũng theo như thông báo mới nhất từ người nhà tại California tại Mỹ thì có thông báo rằng chuyến bay đã cất cánh. Thì chúng ta có thể thấy rằng là đến cái giai đoạn đã chuẩn bị cất cánh rồi nhưng hiện tại vẫn chưa được hoàn thành, bởi vì có rất nhiều thủ tục vẫn chưa được giải quyết xong ở tại Việt Nam và vẫn chưa có thể chắc chắn có thể sang bên đó có thể nhập cảnh được. Bởi vì tất cả chúng ta cũng đã biết, đã là ra đi thì sẽ không có cơ hội để quay trở về. Bởi vì đã cất cánh một chuyến bay đi qua bên đó thì rất khó khăn để có thể quay lại, nên là sẽ phải chuẩn bị kỹ càng nhất để khi qua bên đó sẽ được nhập cảnh qua bên Mỹ và sẽ không thể quay trở lại Việt Nam nữa. Bởi vì chi phí để có thể đưa qua bên đó sẽ rất là cao. Và tất cả chúng ta hiện nay thì vẫn đang trông mong rằng có thể hoàn tất thủ tục một cách nhanh nhất để có thể đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung qua bên Mỹ và sẽ có một tang lễ trọn vẹn tại bên Mỹ cùng với người thân và gia đình. Và mình sẽ cố gắng cập nhật những nguồn thông tin mới nhất về thi hài ca sĩ Phi Nhung để đưa đến cho tất cả quý vị khán giả cũng như tất cả các bạn đang yêu mến ca sĩ Phi Nhung từ lúc ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sinh thời. Đến hiện tại ca sĩ Phi Nhung đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng tất cả chúng ta vẫn có thể theo dõi những nguồn tin mới nhất về thi hài ca sĩ Phi Nhung cũng như là có thể đưa tiễn một đoạn đường cuối cùng.